chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iTechVN. Như vậy, chiếc VinFast VF5, một chiếc xe điện mới nhất của hãng VinFast đã ra mắt thị trường và hiện tại đã nhận đặt cọc tại các đại lý của VinFast trên toàn quốc. Dòng xe này có nhiệm vụ là thay thế cho dòng xe SUV hạng A trước đây, chính là chiếc VinFast Vadio. Và chúng ta hãy cùng xem chi tiết trong clip sau các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về ngoại thất của dòng VinFast VF5 này. Được định vị ở phân khúc là dòng SUV hạng A thì VinFast VF5 sẽ có nhiệm vụ cạnh tranh với những đối thủ xe xăng trong cái phân khúc này, chính là những chiếc SUV hạng A. Chẳng hạn như trên thị trường chúng ta sẽ có là Kia Sonet nè, chúng ta có Toyota Rise, và trước đây thì trong phân khúc này chúng ta có cả Kia Morning, hoặc là chúng ta có cả những cái dòng xe ví dụ như là dòng xe xăng truyền thống trước đây của hãng VinFast, tức là chiếc VinFast Vadio. Như vậy, nếu chúng ta so VF5 với một chiếc xe điện của hãng Vin trước đây là chiếc VinFast VF E34, thì các bạn có thể thấy là VinFast VF E34 là một cái dòng xe ở phân khúc dạng SUV hạng C. Vì vậy, tất cả cái kích thước về chiều dài tổng thể, cái phần chiều dài trục cơ sở cũng như là cái chiều cao tổng thể của xe thì VinFast VF E34 tất nhiên là sẽ lớn hơn chiếc VinFast VF5 này. Còn nếu chúng ta đến với cái bề ngang của thân xe thì mặc dù là cái VinFast VF E34, một dòng xe mà Vin gọi là một cái phân khúc dạng SUV hạng C, tuy nhiên là cái kích thước này to lớn hơn ở phần bề ngang tổng thể thân xe, nhưng mà ngược lại cái phần khoảng sáng gầm thì chiếc VinFast VF5 vẫn nhỉnh hơn một chút so với chiếc VinFast VF E34. Trước khi chúng ta đến với thông số kỹ thuật chính xác của dòng VinFast VF5, một chiếc xe điện hoàn toàn mới của phân khúc SUV hạng A, thì các bạn có thể xem những hình ảnh về ngoại thất cũng như nội thất của dòng xe này được ra mắt tại triển lãm Los Angeles trong thời gian vừa qua tại thị trường của nước Mỹ. Phân khúc của dòng SUV hạng A ở thị trường Việt Nam đang rất sôi động, nhưng những cái đối thủ trong phân khúc này đa phần là xe xăng. Và các bạn có thể thấy diện mạo bề ngoài của chiếc VinFast VF5 này, nó sẽ không quá nhỏ so với trong phân khúc và đủ sức để có thể cạnh tranh với những đối thủ trong cái phân khúc của dòng SUV hạng A này. Tất nhiên giá thành đang rất rẻ, quanh mức khoảng 500 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Vì vậy thì cái mức giá của VinFast VF5 với hàm lượng công nghệ mà hãng VinFast đang hứa hẹn là sẽ cung cấp trong dòng xe này thuộc dạng tốt trong cái phân khúc. Điều băn khoăn nhất của người tiêu dùng chính là cái giá thành của một cái hệ thống pin, bởi vì cái giá đề xuất đã được đề cập trong trang chính hãng của Vin, và chúng ta có thể xem phần cuối video clip này. Như vậy, thông số kỹ thuật chi tiết của dòng VinFast VF5, một dòng xe SUV hạng A, dòng xe điện mới của hãng VinFast này, sẽ sở hữu một cái động cơ, một motor điện với cái công suất cực đại là 100 kW, tức nghĩa là tương đương khoảng 134 mã lực, và cái moment xoắn cực đại, tất nhiên là moment xoắn cực đại sẽ ở tất cả các giải tốc chứ không phải là khái niệm giống như dòng xe xăng hoặc là cái dạng động cơ dầu, đó là chúng ta sẽ có cái moment xoắn cực đại ở vòng tua bao nhiêu vòng, ngàn vòng trên phút. Cái này luôn đạt được cái mức tối đa là 135 Nm. Và hệ thống xe này tương tự những dòng xe trong phân khúc của dòng SUV hạng A tại thị trường Việt Nam như là Kia Sonet hoặc là những chiếc Toyota Rise thì sẽ dẫn động cầu trước, và tốc độ tối đa duy trì là 135 km/h trên mỗi phút. Điều này cũng là một cái thông số thú vị. Chúng ta sẽ thấy đây là những cái thông tin đặc biệt đối với một cái dòng xe điện. Để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h thì chiếc VinFast VF5 này sẽ tốn thời gian hao phí là khoảng 12 giây. Và quãng đường di chuyển nếu như pin được nạp đầy đó là khoảng sắp xỉ 300 km. Bởi vì thật ra thì cái dung lượng pin nó sẽ gần tương đồng với lại cái dung lượng pin trên dòng VinFast VF E34. Nhưng mà vì cái xác xe, tức nghĩa là cái trọng lượng không tải của xe này khoảng 1360 kg, vì vậy thì cái quãng đường di chuyển có thể sắp xỉ gần 300 km, tương tự với chiếc VinFast VF E34. Và thời gian sạc 30 phút chúng ta có thể sạc đầy khoảng 70% cái trữ lượng pin cho chiếc xe này. Còn đây là những hình ảnh bản dựng trên cái thông tin nội thất của dòng VinFast VF 5. Bởi vì đây là một dòng xe SUV hạng A nên nếu chúng ta so nội thất với những dòng ví dụ như là VF E34, VF E35 hoặc là những cái dòng như là VF 6, VF 7, VF 9 gì đó vừa ra mắt thị trường châu Âu hay trên thế giới, thì các bạn có thể thấy là dòng xe VinFast VF 5 này, một cái dạng SUV hạng A, sẽ có hàm lượng công nghệ vừa đủ để có cái mức giá thành đủ cạnh tranh trong phân khúc. Tuy nhiên thì bởi vì cái chi phí về lệ phí trước bạ của một dòng xe điện thị trường Việt Nam đang gọi là miễn phí 100% phí trước bạ, và những
những chính sách cực kỳ ưu đãi, nên dòng xe này chắc chắn là chúng ta vẫn có một cái hàm lượng công nghệ hơn hẳn những cái đối thủ trong cái dạng xăng ở cái phân khúc A này. Và hiện tại thì Vin còn có áp dụng thêm nhiều cái chính sách ưu đãi, những cái voucher, đặc biệt là voucher cộng dồn theo nhiều cái hình thức khác nhau để ưu đãi cho người tiêu dùng. Vì vậy các bạn có thể liên hệ các đại lý của VinFast để chúng ta nhận được cái thông tin cập nhật chính xác nhất. Còn đây là những cái thông tin cơ bản về giá bán của dòng xe này công bố chính hãng của website VinFast. Hiện tại theo những thông tin đã được công bố thì hiện tại dòng xe VinFast VF5, một dòng xe điện SUV hạng A này đang bán ra thị trường với hai cái mức giá là 458 triệu đồng và một cái mức giá cao hơn là 538 triệu đồng. Như vậy thì trên một số thông tin của những website, ví dụ như website Daily 3S VinFast này, thì các bạn có thể kiểm tra thông tin thì chúng ta thấy có ghi một cái mục khá là quan trọng mà người dùng cũng đang rất quan tâm là thực sự cái giá pin của dòng xe này sẽ là bao nhiêu, liệu có phải đúng là cái mức 80 triệu đồng hay không. Chúng ta cần tham khảo và hỏi rõ thêm về cái chi tiết này khi thực sự muốn sở hữu dòng xe này, bởi vì tất nhiên là khi sạc nhanh và cũng như là chúng ta sử dụng những cái dòng thiết bị về pin, đặc biệt là trên dòng xe điện, thì cái khấu hao về cái chi phí pin này sau một thời gian sử dụng, cái trữ lượng pin sạc đầy nó sẽ giảm theo năm tháng, và vì vậy là nếu chúng ta thay mới thì liệu là cái chi phí có phải là chính xác cái viên pin nằm trên cái chiếc VinFast VF5 này thật sự là quanh 80 triệu đồng hay là cái cao hơn. Nếu như chúng ta không mua kèm pin thì các bạn có thể chọn lựa cái chính sách gói thuê pin là khoảng 1,6 triệu đồng tháng. Trong cái quãng đường di chuyển sạc đầy là khoảng 300 km, thì đây thật sự là một cái chi phí vừa phải, gần tương tự như dòng xe SUV hạng A ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Một câu hỏi lớn được đặt ra ở thời điểm hiện tại là chúng ta có phải là thời điểm thích hợp, cũng như là cái mức giá quanh 500 triệu đồng có phải thật sự là một mức giá tốt để chúng ta bắt đầu sở hữu một cái dòng xe điện, đặc biệt là cái dòng xe này với một cái định vị phân khúc là SUV hạng A sẽ nhắm đến những cái gia đình trẻ cũng như những người lần đầu tiên mua xe. Vì vậy thì theo các bạn là cái mức giá khoảng tầm 500 triệu đồng mà chưa bao gồm pin, và đó cũng chính là mức phí lăn bánh luôn, bởi vì cái phí trước bạ dòng này đang miễn 100%, đây có phải là chi phí thật sự tốt hay không, và chúng ta nên sở hữu dòng xe này với dạng lựa chọn là thuê pin hay là chúng ta sẽ mua pin trọn gói các bạn nhỉ? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.